Anh Huy ơi, anh chia sẻ cách cạo râu đúng cách đi ạ. Em cạo tỉ mỉ mà mãi không sạch. Cạo râu là việc mà bất cứ một người đàn ông nào cũng phải làm mỗi ngày. Nhưng mà cạo sao cho đúng thì không phải ai cũng biết đâu nha. Có rất nhiều bạn đã gửi cho mình các câu hỏi về việc chăm sóc và cạo râu như nào cho đúng cách. Vậy thì ở video này, mình sẽ chia sẻ tất tần tật mọi kiến thức về cạo râu nhá. Ok, trước khi bắt đầu thì mình muốn nói là video này được tài trợ bởi Your Hair, nơi cung cấp các sản phẩm chăm sóc tóc, da và cơ thể cho nam giới. Câu hỏi đầu tiên là chúng ta nên cạo râu vào thời gian nào trong ngày? Câu trả lời là vào buổi sáng trước khi ra đường nhá. Một số bạn có thói quen là cạo râu vào ban đêm trước khi đi ngủ để tiết kiệm thời gian vào buổi sáng. Tuy nhiên khi ngủ thì các hormone sẽ hoạt động mạnh và kích thích việc mọc râu. Vậy nên nếu các bạn cạo râu vào ban đêm thì khả năng cao là vào sáng hôm sau, chân đen nó đã mọc ra lởm chởm rồi, nhìn rất là khó chịu. Vì vậy hãy cạo râu vào buổi sáng trước khi ra đường để có một cái diện mạo điển trai nhất nhé. Cạo râu thì chúng ta nên dùng nước mát hay nước ấm? Câu trả lời là nước ấm các bạn nhé. Vì nước ấm sẽ giúp mạch máu lưu thông và giãn nở lỗ chân lông, khiến râu của các bạn mềm hơn và cái quá trình cạo nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Có nên dùng kem cạo râu không? Tất nhiên là có rồi. Kem cạo râu nói chung có nhiều dạng. Chúng ta có dạng gel, dạng bọt, dạng kem và thậm chí là dạng bánh xà phòng. Cái dạng bánh xà phòng thì có thể là không có nhiều bạn biết đến, nhưng mà ngày xưa ở thậm chí là mấy cái quán cắt tóc gốc cây hay là những cái quán barbershop theo dạng old school, người ta thường cạo râu bằng cái bánh xà phòng, là phải cắt nhỏ một miếng ra, sau đó các bạn cho vào cái cốc, đổ nước vào và dùng cái bông để ngoáy, đánh tan, đánh bọt lên, sau đó mới bôi lên da và cạo râu. Thì bây giờ người ta ít dùng cái dạng bánh xà phòng đó bởi vì nó quá là bất tiện. Nhưng cho dù ở dạng nào đi chăng nữa thì kem cạo râu cũng có chung một mục đích, đó là làm cho cái quá trình cạo râu trở nên nhanh hơn, dễ dàng và an toàn hơn. Sau đây là ba lý do bạn nhất định phải dùng kem cạo râu. Thứ nhất là kem hay bọt cạo râu nó đóng vai trò như một lớp bôi trơn giúp râu của các bạn mềm hơn và khiến cho lưỡi dao cạo có thể lướt trên da một cách dễ dàng hơn. Thứ hai, nó tạo một lớp trung gian ngăn cách không cho lưỡi dao tiếp xúc trực tiếp vào da để hạn chế được cái tình trạng chảy xước có thể xảy ra khi cạo. Và cuối cùng là dựa vào lượng kem còn trên mặt, các bạn có thể biết là mình đã cạo đến đâu để không bỏ sót bất cứ một vị trí nào. Cá nhân mình thì thích sử dụng kem cạo râu dạng bọt bởi vì nó rất là tiện lợi. Và sản phẩm mình hay sử dụng là của hãng Proraso. Trước đây thì mình có dùng một số những cái loại kem cạo râu như là của Gillette, thì nó là một cái dạng bọt tơi và hơi giống xà phòng. Nó làm da của mình cảm thấy hơi khô một chút. Cho tới khi dùng đến kem cạo râu của Proraso thì nó thật sự khác biệt. Và đây là sản phẩm mà mình recommend cho các bạn sử dụng. Proraso là một hãng mỹ phẩm chăm sóc râu nổi tiếng của Ý. Đây là một brand không còn xa lạ với hàng loạt các sản phẩm chăm sóc râu tốt nhất trên thế giới. Cái con bọt cạo râu này của Proraso có chất bọt đặc hơn hẳn các loại bọt khác mua ở siêu thị. Khi mà xoa lên da, các bạn sẽ cảm nhận thấy một cái chất kem mềm mịn như là cream vậy. Nó tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, khiến việc cạo râu trở nên rất relax. Mình có tìm hiểu trên website của hãng thì sản phẩm này là sự kết hợp của dầu khuynh diệp giúp thanh lọc, làm săn chắc da, tinh dầu bạc hà làm mới và làm hồi sinh làn da, cuối cùng là glycerin giúp tăng độ lướt của dao cạo, giảm mẩn đỏ trên da. Wow, và con bọt cạo râu Proraso này có tới 4 phiên bản cơ. Màu xanh lá mình đang dùng là dành cho râu và da thường. Có bản màu trắng cho da nhạy cảm này, màu đỏ cho râu cứng và màu xanh dương giúp bảo vệ da. Có một lưu ý là Proraso có phiên bản nhập Mỹ và phiên bản nhập Ý nha. Như iPhone luôn, bản nhập Mỹ thì sẽ có dung tích là 300ml, trong khi đó cái bản nhập Ý là cái bản mà mình đang dùng đây, dung tích nó lên tới 400ml cơ. Đúng là hàng của Ý kiểu gì nó vẫn nhỉnh hơn tí. Cá nhân mình thấy bỏ ra khoảng 400.000 để sở hữu một con bọt cạo râu như này là hoàn toàn xứng đáng. Nó không chỉ giúp cạo râu sạch sẽ mà còn góp phần chăm sóc làn da của các bạn nữa. Mặt tiền mà. Trái ngược với việc dùng nước ấm trước khi cạo thì việc rửa lại bằng nước mát sau khi cạo sẽ giúp se khít lỗ chân lông và làm dịu da.
Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, chúng ta vẫn còn một bước rất quan trọng nữa, đó là sử dụng aftershave. Đây là bước mà mình biết đa số các bạn đều đang bỏ qua. Sau khi cạo là thời điểm mà da yếu và mỏng nhất, dễ bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây mẩn ngứa, thậm chí là nhiễm trùng da. Đúng như tên gọi của nó, aftershave là sản phẩm chăm sóc da sau khi cạo. Ngày trước mình cũng nghĩ cạo râu thôi là đủ rồi. Nhưng mà tới giờ, khi mà dùng một thời gian rồi thì mình ước là giá mà mình biết tới aftershave sớm hơn. Aftershave có hàng ngàn công dụng tuyệt vời. Ngoài việc làm dịu và cấp ẩm cho da sau khi cạo, thì aftershave còn đóng vai trò là một lớp màng để kháng khuẩn cho da. Sản phẩm aftershave có dạng lỏng như kiểu tonic, mùi hương bạc hà thanh mát, nó giống với mùi bọt cạo râu luôn. Cách dùng thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần đổ một ít ra lòng bàn tay, sau đó xoa đều và vỗ nhẹ nhàng lên da. Còn aftershave này thẩm thấu rất nhanh, để lại một cái cảm giác mịn và sạch ở trên da. Dòng aftershave này cũng có 4 màu cho các bạn lựa chọn. Ngoài ra Poraso còn có cả aftershave dạng kem để các bạn tham khảo nữa đấy nhá. Các bạn có thể tìm mua các sản phẩm của Poraso tại Your Hair, nhưng đừng quên đọc pad Huy Quốc HQ05 để được giảm giá 5% khi mua hàng nhá. Hy vọng là sau video này các bạn đã biết cạo râu và chăm sóc da sau khi cạo như thế nào cho đúng cách. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy like và subscribe kênh YouTube channel này của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.